Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 7 năm 2023. Quý vị thân mến, trong vài thập kỷ trở lại đây, các thảm họa thường xuyên xảy ra khắp nơi trên thế giới với đủ mọi hình thức khác nhau. Nó tàn phá, để lại hậu quả tổn thất hết sức nặng nề cho con người. Theo các chuyên gia cho biết, nguyên nhân gây ra thảm họa thiên tai chính là do sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và cực đoan. Vâng, nhắc đến thiên tai, thảm họa thì không thể không nhắc đến Trung Quốc vì vị trí địa lý cũng như yếu tố con người muốn xoay chuyển quy luật tự nhiên bằng cách xây dựng hàng ngàn con đập thủy điện tầm cỡ. Nhiều trận mưa lớn và kéo dài nhiều ngày gây ra những trận nỗ lực hết sức nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thiên tai cho hay, đất nước Trung Quốc năm nay lũ lụt, thậm chí động đất diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố phía đông, miền trung của Trung Quốc theo tần suất đến sớm hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa dữ dội, khiến cho các con sông tại khu vực hạ lưu đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu cùng vô số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng nước lũ. Trận lũ gây tổn thất nặng nề về kinh tế cho người dân. Theo Reuters đưa tin, vào sáng ngày 4 tháng 7, một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Khánh Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh này. Sau một trận mưa dông kéo dài 3 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn gồng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, việc lũ lụt tại đất nước Trung Quốc đã không còn gì xa lạ đối với người dân Trung Quốc nói chung và 27 tỉnh thành nói riêng, trong đó có các khu vực khác của Trung Quốc. Dòng nước lũ ngày một xối xả dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô, nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn thật hãi hùng, tàn phá và cuốn trôi tài sản của người dân. Khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để giữ an toàn. Bởi với tình hình như hiện tại, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang có diễn biến phức tạp trong mấy ngày gần đây. Chính vì thế, công tác cứu hộ tại khu vực này đã xảy ra thảm họa do gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn nhân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người. Theo đó, thị trấn Lưu Bá nằm bên cạnh thị trấn Hán Trung cũng chịu ảnh hưởng lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao đã cuốn trôi hàng trăm chiếc xe, chất thành đống tại một ngã tư và cuốn phăng mọi thứ trên vỉa hè và bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó trước sự bàng hoàng, run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng. Hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về con số thiệt hại, nhưng theo các giới chức địa phương, dự tính tổng thiệt hại là không hề nhỏ. Các hình ảnh về lũ lụt cũng được đài truyền hình địa phương đưa tin. Thời điểm hiện tại, nỗi lo lắng lớn nhất của các cư dân sinh sống tại khu vực hạ lưu sông Dương Tử đều đang hướng về con đập Tam Hiệp, với tần suất cao kỷ lục của lượng mưa lũ trong mấy ngày vừa qua. Từ các con sông đang đổ về con đập lớn nhất thế giới ngày một tăng cao, vì vậy đã khiến cho con đập quá tải và phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào, là điều khiến cho người dân đang hoang mang. Bởi một khi lượng nước mưa kéo dài và tập trung dồn về hồ chứa Tam Hiệp, việc bị vỡ là khó tránh khỏi. Đập Tam Hiệp dù có bền bỉ tới đâu cũng không chịu được một lượng nước khổng lồ ngày đêm tràn xuống, phá vỡ kết cấu của con đập. Có thể nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này, nhưng nếu chúng ta xây thêm một con đập khổng lồ với lượng nước hàng triệu mét khối mỗi giây, chắc chắn chúng ta sẽ có sự đồng cảm với sự hoang mang, lo sợ như của người dân đang sinh sống tại khu vực dưới hạ nguồn đập Tam Hiệp. Trong suốt những đầu tháng 4 tới nay, băng tan tại phía Tây bồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài, gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa lũ năm nay. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy,
Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tăng, tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn sông Dương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã, dự báo tốc độ dòng chảy hồ chứa ở phía sau đập đạt kỷ lục trong năm vào tối thứ Ba, ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của con sông Dương Tử tại Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào chỗ đê bị nứt vỡ. Có nơi dòng nước lũ đã dâng cao vượt tới cửa sổ của tầng 1 của ngôi nhà ở thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ cây cầu và hoa màu xung quanh khu vực. Tất cả công trình, hoa màu của người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề trong mùa thu hoạch sắp tới. Ngày 1 tháng 7, Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng kể từ đầu tháng đến nay, bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân từ miền Trung, phía Đông và phía Nam Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới hơn 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ Ứng phó Khẩn cấp đưa ra lời cảnh báo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin. Vào sáng ngày hôm nay, mưa lớn gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, khiến 3 người thiệt mạng. Một thập kỷ trở lại đây, những trận mưa lũ đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực của các tỉnh phía Nam và Trung Quốc, đặc biệt khu vực miền Trung và miền Nam. Vào năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa lớn khủng khiếp và cơn bão số 3 cũng đã xuất hiện vào hồi đầu tháng 6 năm nay. Vào cơn bão số 1 xuất hiện hồi tháng 4. Do ảnh hưởng từ hai cơn bão nên các thành phố phía Đông của Trung Quốc đều hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán, các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lũ lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế, nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Và đây cũng là điều khiến cho nhiều giới chức Bắc Kinh đau đầu trong mấy năm qua. Năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các con sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc Trung Quốc do lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trung bình trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times, người dân ở các tỉnh ngập lụt An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ nên vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ cho người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại Quốc vụ viện vào ngày hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Kính thưa quý vị, một tàu khu trục của New Zealand đã bị tàu chiến hải quân Trung Quốc đối đầu ở một khu vực nhạy cảm trên Biển Đông, yêu cầu thông tin chi tiết về việc đi qua của nó. Một cuộc điều tra của Shop Secret đã tiết lộ, Harbinger JS Temana đã đi qua quần đảo Trường Sa thì hai khinh hạm, một máy bay trực thăng và 4 tàu khác của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA đến trong phạm vi 463 mét của tàu chiến 3.500 tấn trong một hành động được một chuyên gia an ninh mô tả là có thể gửi một thông điệp về những thay đổi với chính sách quốc phòng. Quần đảo Trường Sa là một quần đảo đang tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phần lớn và là nơi họ đã thiết lập các cấu trúc quân sự, nhưng vị trí chiến lược cũng được Philippines, Đài Loan, Brunei và Malaysia tuyên bố chủ quyền. Trong một tuần sau sự cố liên quan đến Temana, một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ ở cùng khu vực, theo báo cáo và hình ảnh được CNN đăng tải tại thời điểm đó.
Những tiết lộ được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc tiếp tục khiêu khích chống lại các tàu quân sự ở Biển Đông, bao gồm cả hành động không an toàn của một tàu Trung Quốc đi ngang qua đường đi của một tàu khu trục Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 6 năm 2023. USS Trung Hoon và một tàu khu trục Canada đang thực hiện cái gọi là tự do hàng hải quá cảnh qua eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Plan vượt qua mũi tàu Trung Hoon ở độ cao khoảng 137m. Bộ trưởng Quốc phòng Andrew Litter, người đã tham gia một hội nghị thượng đỉnh an ninh lớn cùng với Mỹ và Trung Quốc tại Singapore vào đầu tháng 6 cho biết sự cố Tamana không cùng loại với sự can thiệp thiếu chuyên nghiệp của Trung Hoon. Cuộc tiếp xúc với Tamana không được mô tả là thiếu chuyên nghiệp. Trung Quốc rõ ràng có quan điểm rằng họ có quyền làm những gì họ làm trong khu vực đó và chất vấn những người khác về những gì họ đang làm trong khu vực. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ không quân IG Wood cho biết Tamana đang ở vùng biển quốc tế đi qua quần đảo Trường Sa như một phần của chiến dịch Crucible, một đợt triển khai kéo dài 5 tháng khi được liên lạc bởi Bộ Quốc phòng. Top Secret đã xác định rằng đội tàu đối đầu với Tamana bao gồm một khinh hạng hải quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc FFG 572 Hangshui được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng, cùng với một khinh hạng thứ hai FFG 577 Hwanggang, một máy bay trực thăng, một cảnh sát biển Trung Quốc, tàu tuần tra và 3 tàu dân quân biển của lực lượng vũ trang nhân dân. Việc các tàu của lực lượng phòng vệ New Zealand đi qua Biển Đông đã diễn ra thường xuyên trong nhiều thập kỷ, do đây là tuyến đường vận chuyển toàn cầu chính và là con đường quan trọng cho sự can dự đang diễn ra ở Đông Nam Á nhằm hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong khu vực, ông Wood nói. Những chuyến quá cảnh này thể hiện sự quan tâm và cam kết liên tục của chúng tôi đối với khu vực. Cuộc đụng độ gần xảy ra cùng thời điểm khi tàu USS Decatur và một tàu khu trục Trung Quốc tiến sát trong phạm vi 41m ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các tàu của Úc cũng đã bị theo dõi chặt chẽ vào đầu năm. Tuy nhiên, nhiều khả năng là căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến các cuộc trao đổi quốc phòng cấp cao bị hủy bỏ, ông nói. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã mở rộng việc sử dụng các tàu tuần tra bảo vệ bờ biển như một cơ bắp quân sự. Tờ New York Times đưa tin vào tuần trước, trong khi các tàu dân quân biển cũng thuộc đội tàu đối đầu với Tamana hoạt động trong một vùng xám, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Theo một báo cáo của CSIS, lực lượng dân quân bề ngoài là tham gia đánh bắt cá thương mại, nhưng trên thực tế hoạt động cùng với cơ quan thực thi pháp luật và quân đội Trung Quốc để đạt được các mục tiêu chính trị của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Các chiến thuật mà lực lượng dân quân sử dụng đặt ra một thách thức đáng kể đối với những người quan tâm đến việc duy trì trật tự hàng hải bắt nguồn từ luật pháp quốc tế. CSIS lưu ý rằng, kể từ khi Trung Quốc hoàn thành các tiền đồn trên đảo nhân tạo, các tàu dân quân đã được triển khai đến Trường Sa với số lượng lớn hơn và thường xuyên hơn bao giờ hết. Ông Kepi cho biết Trung Quốc đã thông qua một luật mới trao quyền cho lực lượng bảo vệ bờ biển của họ sử dụng vũ lực đối với các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.